Missouri TV xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Missouri TV nha. Các bạn ơi, nhân ngày vỗ tổ của các vua hùng, Missouri TV xin mời các bạn cùng Missouri đi xem người ta tổ chức lễ dỗ tổ Hùng Vương tại đền Hùng Vương huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đó nha. Trước đây, từ khi khai hoang lập ấp, người miền Bắc di cư vào Nam và mang theo phong tục thờ cúng vua hùng và lập nên đền thờ quốc tổ Hùng Vương tại khu phố Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Đây là ngôi đền được trùng tu tôn tạo vào năm 2011, còn cái đền lớn thì mới được xây dựng gần đây. Đền được công nhận là di tích cấp tỉnh đó nha các bạn, nơi này lên thiên lắm đó nha. Muốn cầu xin gì thì hãy tới đây mà khấn, vụ này không thể nói nhiều được và cũng không có gì để chứng minh, nên hãy tới tham quan và khấn nguyện đi cho biết. Lễ dỗ năm nào Suri cũng đến đây cúng hiến hết. Cầu cho toàn gia luôn được mạnh khỏe nè. Cầu cho mình luôn sáng suốt để học tập tốt nè. Cầu cho mưa thuận gió hòa, cho bà con làm ăn được thuận lợi nữa. Lễ lại ở cái đền cũ xong thì cũng tranh thủ lên trên cái đền lớn. Cái đền lớn này do Đại tướng Lê Hồng Anh kêu gọi mạnh thường quân đóng góp xây dựng nên đó. Ngôi đền mới này được cái nghệ nhân từ miền Bắc vào để chạm chỗ điêu khắc, nên vừa bước chân vào trong đã thấy sự uy nghi cổ kính và hoành tráng. Đặc biệt dù bên ngoài trời nóng nực như thế nào, nhưng bước vào bên trong chúng ta cảm nhận được sự mát mẻ lạ thường. Tượng vua hùng được đúc bằng đồng nguyên khối luôn nha, đặc biệt là được chủ trì chùa Bảy Đính đích thân vào làm pháp sự khai giảng cho tượng, nên gần đây người dân đến xin lễ thấy linh thiêng, nên càng ngày càng đông du khách đó nha các bạn. Năm nào đến ngày lễ dỗ, người ta cũng mang theo heo quay để cúng trả lễ quá trời luôn nè. Tổ năm nay huyện Tân Hiệp được đón tiếp nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự lễ đó nha các bạn. Do Suri TV được đặt cắt nên vào quay được toàn cảnh buổi lễ luôn nha. Bây giờ Suri TV xin mời quý vị và các bạn theo dõi diễn biến của buổi lễ nha. Đến giờ này, thành phần tham dự đã đầy đủ để tiến hành khai lễ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể đồng bào vào hàng ghế ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị làm lễ. Chương trình lễ dân hương dỗ tổ Hùng Vương năm 2023 tại đền thờ quốc tổ Hùng Vương, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang xin được phép bắt đầu. Để bắt đầu nghi lễ dân hương, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lên nổi hồi chấm khai lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí Mai Văn Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh cùng tháp tùng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thank you.
các vị khách quý, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng phu nhân và gia đình. Đồng chí Đặng Công Quận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Đồng chí Bùi Ngọc Sương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh. Cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Thank you.
Việt Nam, các vua hùng là bậc tổ có công dựng nước. Nhà nước đầu tiên nước Việt Nam là tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam. Mọi người Việt Nam đều tự hào mang trong mình dòng máu con lạc cháu hồng. Dù làm gì, ở đâu, mỗi người con đất Việt đều hướng về cội nguồn, hướng về tổ tiên với tấm lòng thành kính tri ân và có ý nghĩa sâu xa nhắc nhở, nối kết, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam, những người cùng chung một cội nguồn. Con người có tổ có tâm, như cây có cội, như sông có nguồn. Đây chính là nguồn gốc tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trường tồn và không ngừng phát triển. Kính nhớ tổ tiên, ăn trái nhớ người trồng cây là truyền thống bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Thực hiện kế hoạch của ban tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang, được sự thống nhất của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, hôm nay mùng 10 tháng 3 năm Quý Mão, nhằm ngày 29 tháng 4 năm 2023, huyện Tân Hiệp trang trọng tổ chức lễ dỗ tổ Hùng Vương năm 2023 để tưởng nhớ công ơn các vua hùng đã có công dựng nước, để chúng ta có một đất nước Việt Nam tươi đẹp, nhân dân sống trong tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Chúng ta tự hào vì trên quê hương Tân Hiệp, mảnh đất xa xôi, xa cách đất tổ hàng ngàn cây số, từ hơn 66 năm trước, các bậc tiền bối đã xây dựng nên ngôi đền thờ Đức Quốc Tổ, và nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh và sự đóng góp của nhân dân,
chúng ta đã trùng tu tôn tạo vào năm 2016 để có được nơi đền khang trang như hôm nay cho mọi người đến kính viếng, tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công đức của các vua hùng đã có công dựng nước. Nhân ngày giỗ tổ hôm nay, nguyện Tân Hiệp kính báo Đức Quốc Tổ những thành quả thắng lợi về xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh mà Đảng bộ, quân dân huyện nhà đã đạt được trong năm qua. Mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, nhưng đã nỗ lực vượt qua, đưa kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng năm 7,19%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân trong huyện không ngừng được cải thiện nâng lên, công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng. Trước anh linh tiên tổ, chúng con xin nguyện tiếp nối truyền thống tiên đồng, phát huy cao độ lòng yêu nước và tinh thần cách mạng, cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp giữ nước và giữ nước của cha ông, tiếp tục đổi mới tư duy và hành động tích cực hiệu quả hơn, đưa quê hương đất nước phát triển ngày càng phồn vinh thịnh vượng, làm rạng danh cơ đồ dân tộc. Đảng bộ, quân dân Tân Hiệp xin hứa với Đức Quốc Tổ sẽ đoàn kết nhất trí xây dựng và phát triển huyện nhà ngày càng giàu đẹp hơn, bền vững hơn, xứng đáng là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Kiên Giang, và phấn đấu là huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 theo nghị quyết mà đại hội đảng bộ của huyện đã đề ra để đáp lại công ơn các vua hùng. Cầu mong thánh tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trong họ vạn đại trường tồn. Cầu mong Đức Quốc Tổ phù trợ cho mưa thuận gió hòa, con cháu của người được sống trong hòa bình an lành, huyện nhà luôn ổn định và phát triển. Nhân ngày giỗ tổ hôm nay, tôi kêu gọi toàn thể đồng chí, đồng bào, các ban ngành, đoàn thể của huyện, của xã, các cái doanh nghiệp trong và ngoài huyện với khả năng của mình luôn ủng hộ, tạo điều kiện để xây dựng và phát triển đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ngày càng hoàn thiện, dần trở thành một trung tâm sinh hoạt văn hóa truyền thống, vừa đáp ứng yêu cầu văn hóa tâm linh, vừa là nơi giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ thanh niên trong và ngoài huyện. Chúng ta nguyện mãi mãi khắc sâu và làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau dựng lấy nước, để đất nước Việt Nam tươi đẹp, dân tộc Việt Nam nhân nghĩa, dân hiến, và chúng ta mãi mãi trường tồn, dễ dàng sánh vai cùng bạn bè nông châu. Tôi cũng rất mong lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân tỉnh và các sở ngành, nhất là ngành văn hóa và thể thao, ban bảo vệ di tích lịch sử văn hóa đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tiếp tục quan tâm hơn nữa, đầu tư tôn tạo để phát huy giá trị văn hóa, xứng đáng là một di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng sinh hoạt văn hóa, nhu cầu chiêm bái ngưỡng vọng tham quan và nghiên cứu của nhân dân khách hành hương trong và ngoài huyện. Trước khi dứt lời, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể quý vị đại biểu và đồng chí đồng bào nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.